nhân viên bảo vệ mang lệnh truy nã nguy hiểm. Công an TX Bến Cát, Bình Dương phối hợp công an Quảng Ngãi bắt giữ nghi phạm truy nã nguy hiểm Nguyễn Thông, 40 tuổi, quê Quảng Ngãi, khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX Bến Cát. Theo hồ sơ vụ án, tháng 2 năm 2023, Thông bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ra lệnh bắt giữ để điều tra và phát lệnh truy nã vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Thông đã trốn khỏi địa phương. Sau nhiều lần thay đổi nơi ẩn náu, Thông đến địa bàn phường Tránh Phú Hòa, TX Bến Cát với vỏ bọc là nhân viên bảo vệ hòng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Hành tung của Thông đã bị lực lượng công an phát giác và bắt giữ ngay sau đó. Hiện nghi phạm được di lý về Quảng Ngãi xử lý theo quy định.